Nem nem nem. Bom baitnya, alo babanya. Babanya. Nghe phơi bên kia, phơi lâu nãy hả? Ga Mayumin ở phơi đó hả? Lỗ nặng, hai đứa đang chiếc ông đầu. Giờ phạm kiếm nguy hiểm quá, không có bèo. Dế nó xuống mệt á, đợi con Ray xuống. Game này mình không lên xuống máy tặng, tại vì game này nó có hai người tăng cơ nè, xuống máy tặng với. Ơ à, cái đội xanh mất tầm nhìn bắn không được luôn kìa. À xàm, à, xàm gì vậy? Bắn rồi mà. Thì dạ, bật cái nhỏ bắn rồi mà ta. À, gần chục này nha, bật rồi đó. À cút. Cút rồi. Một ít, một ít cho xì leader. Trời ơi, nội. À quáp này nằm xuống chết nữa chứ. Trời ơi, ma cái tìm đánh, đáng sợ vậy. Ôi cha. Why? 151303. Cậu lên thôi. Bên kia nó quăng thì win, nó quăng thua, gần á, quăng game. Chiến pha sắc đào thì có thể win được. Không lát không gờ nè, dưới nó no gờ. Quýn con nghị lực xíu nào. Xô hoài. Chơi game đầu game không cố gắng. Nghĩ cái xô xô. Xí bà. Buồn ghê. Cái chủ của tôi không ít. Mạnh điên. Thôi hết thì giọng thiệt rồi. New game. Nghe thì muốn quyền phải lên vô cực. Trời ơi, mệt quá. Không mà gòn luôn, để xuống bó farm. Ok. Ôi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Trời ơi, 100k vào mồm. Sướng, cảm ơn em nha. Ui mạng này mà ăn cái rồi à, ngon mà không có mạng. Tập trung xíu anh em ơi, chung gán win game này cơ hội cũng có nhưng mà nó 1%. Cơ hội là 1%. Nhưng mà vẫn phải cố gắng. Rồi không có gồm ơi. Không có gồm.
không tha meta mấy pha này lát lên á, cái thằng Zed nó đụp nó chạy đi, xong mình cứ bị kiểu mình trong đầu mình cứ nghĩ meta, cái mình dí nó là mình không end game được, không tham, mình chơi vì mục tiêu chiến thắng. Ok, 10 điểm. Anh em nhấn like subscribe cho đơ nha, cảm ơn em nhiều. Đánh hay thế này không subscribe không like nữa thì thôi. Game dây mà win được. Một cho chị đơ. Fighting.